Những tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng tình hình thông thương hàng hóa ở hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lây vẫn đảm bảo. Trong đó đặc biệt là phương án đổi tài, đổi xế và quay đầu xe tại các cửa khẩu. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 đến 600 phương tiện của các cá nhân, doanh nghiệp qua lại. Đối với cửa khẩu quốc tế La Lây, giữa tháng 10, mưa lũ làm sụt lún tuyến đường huyết mạch. Bằng sự nỗ lực của các cấp ngành và địa phương, sau gần một tháng khắc phục, hàng hóa đã được lưu thông trở lại. Và đây là năm đầu tiên thu phí hạ tầng tại cửa khẩu La Lây cao nhất từ trước đến nay. Bên chúng tôi là doanh nghiệp và vừa công ty vận tải hàng hóa, vận tải và bên cả mở tờ khai hàng hóa thì cái lượng qua về cửa khẩu là từ sau đợt dịch này là cũng rất đông lên. Thì lúc mà xe đóng thì bên ban quản lý cửa khẩu đã có hỗ trợ về như bãi đầu thì là họ có là mở rộng ra để cho điều kiện cho xe lưu thông thông thoáng hơn. Và đặc biệt là bên ban quản lý cửa khẩu là hỗ trợ cả phòng làm việc để cho bên doanh nghiệp là có chỗ để làm việc thuận tiện hơn. Cùng với công tác thu phí hạ tầng qua cửa khẩu từng bước được áp dụng công nghệ hiện đại, việc đầu tư nâng cấp kho bãi hạ tải ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã được triển khai nên rất thuận tiện cho doanh nghiệp tập kết và lưu giữ hàng hóa. Vì thế, việc thu phí đã có mức tăng trưởng đảm bảo. Tổng số phí thu từ hạ tầng tại các cửa khẩu trong năm 2022 vừa qua đạt trên 42 tỷ đồng. Và đây là năm thứ hai liên tiếp thu phí hạ tầng cửa khẩu cán mốc gần 2 triệu đô la Mỹ. Hạ tầng của Lao Bảo thì trong thời gian vừa qua đã được trung tâm quản lý cửa khẩu đã đầu tư cơ bản toàn diện về một số hạng mục thiết yếu phục vụ cho cửa khẩu như cây xanh, hệ thống thoát nước và các hạ tầng chung. Còn hạ tầng của Đô Lai thì hiện nay thì ban quản lý kinh tế đang chỉ đạo ban quản lý dự án là đầu tư hạ tầng thiết yếu. Thì trong năm 23 cũng như trong giai đoạn từ đây đến 25 thì thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo ban quản lý kinh tế thì trung tâm quản lý cửa khẩu đang từng bước hoàn thiện cái hạ tầng thiết yếu nhất của Lao Bảo như La Lai để làm sao đó và bên cạnh đó chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp cũng như các hoạt động xe mà lưu tích qua cửa khẩu ngày một tăng hơn. Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu phí hạ tầng cửa khẩu năm 2023 và thời gian tiếp theo, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu phí hạ tầng cửa khẩu, thực hiện các giải pháp xúc tiến đầu tư, tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, hội đàm định kỳ với nước bạn Lào, góp phần để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới thuận lợi nhằm tăng thu ngân sách tại địa phương.